Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Citizen. Chiếc này về cũng đã lâu nhưng hôm nay mình có thời gian để làm cho anh em cái video trên tay. Đây là một chiếc có màu đề mi và mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy em nó. Với chiếc Citizen này thì em nó cũng rất là đẹp và em nó có mã là NH8356-87A. Với cái mẫu NH8356-87A này thì nó vẫn sử dụng máy là caliber 8200 và do đó mức giá của nó cũng rất là dễ chịu, chỉ khoảng hơn 4 triệu một chút thôi. Chiếc NH8356-87A này thì các bạn thấy là nó sẽ có hai màu. Chúng ta sẽ có cái màu vàng hồng rose gold và chúng ta sẽ có cái màu thép. Em nó được làm với cái dây đề mi và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái mặt dial màu trắng. Mặt dial màu trắng kết hợp với cái màu thép và màu rose gold thì rất là tuyệt vời, cho nên là anh em có thể thấy là cái phần cọc số bằng thép này của chúng ta nổi bật trên cái nền mặt trắng này. Với cái màu rose gold của em nó thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra là những cái phần cọc số này được làm nổi và được dán trên cái bề mặt dial. Và khi mình quay như này thì các bạn sẽ thấy là cái bề mặt của em nó cũng như là bộ kim và cọc số được hoàn thiện rất là tốt. Đó, các bạn sẽ thấy cái độ hoàn thiện rất là tốt trong cái tầm chỉ có 4 triệu thôi. Giờ thì lịch thì đang để là lịch Nhật cho nên mình sẽ chuyển sang một chút. Đây, như này chúng ta sẽ thấy ngay nó là lịch tiếng Anh rồi. Đó. Chiếc này cũng cái cách chỉnh giờ của chiếc này cũng khá dễ, với hai cái mức của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉnh là với nấc đầu tiên khi mà các bạn xoay xuôi chiều thì các bạn sẽ là chỉnh ngày. Đó, chỉnh thứ và chúng ta sẽ có chỉnh ngày ở nếu chúng ta xoay ngược chiều. Còn nấc trong thì chúng ta sẽ chỉnh giới như bình thường. Chiếc Citizen này thì có cái size dial là 40mm cho nên là anh em tay chỉ cần khoảng 15.5cm là đeo chiếc này thoải mái rồi, không có vấn đề gì cả. Em nó có cái màu rose gold được làm mạ đề mi cả cái phần dây cho nên là anh em sẽ thấy ở đây nó có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời, khá là sang chảnh. Với cái màu như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ sang chảnh của mình. Các bạn có thể thấy là cái núm của em nó cũng được làm màu rose gold luôn. Đó. Và phía sau thì như thường lệ thì chúng ta vẫn có một cái đáy kín để giảm giá thành. Và Citizen bán ra chiếc này với giá cực kỳ hợp lý để cạnh tranh với các đối thủ như là Seiko cũng như là Orient. Chiếc này nó chỉ có giá khoảng 4.3 triệu thôi, thì theo các bạn là có thấy hợp lý không? Theo mình thì với cái một chiếc đồng hồ có cái máy caliber 8200 của Citizen thì mức giá đó hoàn toàn hợp lý. Các bạn sẽ thấy bộ dây của em nó sẽ có một cái khóa gập này, khóa gập lá. Nó được làm rất là chắc chắn. Cái dây của chúng ta thì được làm hoàn toàn bằng thép đúc. Đó. Và với cái mức giá như vậy thì chúng ta sẽ có máy 8200 với 21 chân kính, 21.600 VPH và chúng ta sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Cùng với đó là chúng ta sẽ có cả lịch thứ và lịch ngày. Thì thực sự là mình nghĩ trong cái tầm đó thì Orient khó có đối thủ với chiếc Citizen này. Đây là một chiếc rất là đẹp trong cái tầm tiền và mình sẽ quay lại một lần nữa để anh em có thể thấy là cái vẻ đẹp tuyệt vời của em nó. Đó, các bạn sẽ thấy là độ hoàn thiện của em nó rất là tốt trong tầm 4 triệu. Với cái tầm 4 triệu của em nó thì thực sự là khó có đối thủ. Dĩ nhiên là chiếc này thì trong tầm đó thì nó sẽ chỉ được trang bị là kính khoáng thôi, kính mineral crystal. Tuy nhiên là theo mình là kính mineral cũng rất là tốt trong cái tầm đó rồi. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đây chỉ là cái video mình trên tay nhanh chiếc này thôi, cho nên là anh em nếu có nhu cầu hỏi kỹ hơn về chiếc này thì vui lòng contact với ICS sẽ trả lời đầy đủ các thông tin của anh em. Rất cảm ơn anh em.